Ủy ban Hạ viện Hoa Kỳ điều tra cáo buộc tham nhũng tại công ty điện lực ở Puerto Rico. Ủy ban Tài nguyên Thiên nhiên Hạ viện Hoa Kỳ vừa gửi một lá thư yêu cầu câu trả lời về những cáo buộc tham nhũng tại công ty điện lực ở Puerto Rico, trong đó có thông tin cho rằng một số giới chức đã nhận hối lộ để khôi phục điện cho các câu lạc bộ thoát y vũ trước lịch trình. Công ty điện lực Puerto Rico PREPA chưa thể khôi phục điện hoàn toàn cho 3.4 triệu cư dân trên hòn đảo. Kể từ khi bão Maria tan phá lưới điện của Puerto Rico cuối tháng 9 năm ngoái, gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng điện vốn đã cũ kỹ của hòn đảo và làm hàng chục người bị thiệt mạng. Tính đến đầu tháng 3, thì 12.5% khách hàng của công ty điện lực vẫn chưa có điện trở lại. Lá thư nói rằng trong quá trình giám sát sự hồi phục ở Puerto Rico của Ủy ban, họ đang xem xét nhiều cáo buộc tham nhũng và quản lý kém trong việc khôi phục điện của công ty. Giới chức PREPA được trả 5.000 Mỹ Kim và tặng vé vào cửa miễn phí trị giá 1.000 Mỹ Kim cho mỗi người để khôi phục điện cho các câu lạc bộ thoát y vũ trước lịch trình. Trong những trường hợp khác, giới chức PREPA bị cáo buộc khôi phục điện cho nhà của chính họ trước khi khôi phục điện cho những địa điểm quan trọng như là trung tâm y tế Rio Piedras ở San Juan và phi trường quốc tế Luis Muñoz Marin.